Và chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi đến các cái nhiệm vụ tiếp theo trong cái series GTA Online của Doomsday Haze. Và đồng hành cùng mình hôm nay là có Huika và mẹ trẻ Hà He. Rất tiếc là hôm nay chúng ta bị thiếu mất một người, nhưng mà không sao, mình nghĩ là ba người, ba chàng lính ngự lâm chúng ta vẫn sẽ làm ăn được. Thì hai thằng kia ở đâu rồi? Vào! Cái gì ấy? Ok, vào đâu? Vào gì? Việt vị rồi, không nhìn thấy thằng trọng tài sút vừa sút bóng vào hôn à? What the fuck? Trọng tài vừa sút bóng vào hôn kìa. Trọng tài người Singapore mà thiên vị đội đội gì, đội Qatar hay đội Ả Rập gì này. Ê! Chúng mày làm gì ấy? Giờ này không ngồi xem đá bóng à? Đá bóng đây này. Bóng đang Việt Nam đang sắp vô địch này, Việt Nam sắp vô địch rồi đấy này. Cả thế giới sắp phải tan tành dưới tay thằng Avon rồi còn ngồi xem bóng. Đứng dậy. Việt Nam vô địch rồi. Nhanh lên. Việt Nam vô địch rồi. Thôi đứng dậy. Kéo thằng Huy lên. Mẹ em. Ở sao nào? Béo shit béo này. Đời ơi béo ơi. Ôi, vậy là chúng ta đã trải qua 1, 2, 3, 4. Chúng ta, hôm nay chúng ta sẽ đến với cái hệ thống nhiệm vụ thứ tư của cái dòng Doomsday Scenario. Hôm nay chúng ta sẽ chuẩn bị làm cái preparation có tên là Test Site Intel. Test Site Intel nó là cái gì nhỉ? Đi? Nó kiểu là khu vực thử nghiệm các cái... Khu vực này là của chip Intel rồi. Khu vực này sản xuất chip Intel rồi. Thôi, coi như chưa hỏi. Thế bây giờ chúng ta sẽ có nhiệm vụ là phải khôi phục lại cái khu thử nghiệm. Đấy, nó đích thị nó là chỗ mà chứa cái xe tăng có tên là Khan Jali. Mẹ nghe kiểu giống kiểu Khalifa diễn viên Khalasi. Không, giống tên của cái nữ diễn viên đóng porn Khalafila hay Khalafi cái gì ấy. Nhìn thì, xem Nika. Giống cái thằng ra đây. Bỏ qua ấy, đừng để mọi người tò mò ông ơi. Thì cái xe tăng này nó sẽ nằm ở trong cái một trong những cái nhà của nhân viên bọn nhân viên của thằng Avon. Đấy. Nó không biết là chúng ta có thể dùng cái gì để đi đây. Máy bay thôi. Đi máy bay chua quá. Ui. Nhanh. Giữ ép đi hả? Đừng có giữ, tốn thời gian. Lên đi. Có thả được kia đâu. Thành không có thả được làm sao mà lên được. Đúng rồi, đấy làm sao mà thả được. Đấy, được chưa? Đấy. Rồi, còn khó rồi. Ok chưa? Rồi. Rồi lên nhá. Bay đi. Lego. Nào, đi nào. Vào ngồi chơi liên minh đấy. Bây giờ chúng ta sẽ phải đến cái khu Mirror Park Boulevard. Ôi! Yeah. Ôi, cái gì ấy? Wow. Rơi à? Ây! Tụi mèo bị lệch lên phát. Hết hồn chi mén. Tìm yếu ba ơi. Rồi tới rồi. Đâu giết nó à? Có bắn nhau gì không? Đâu rồi, lệch rồi. Tôi nghĩ là có. Đấy, sẵn sàng có súng đây rồi. Đây, chuẩn bị xuống này. À bảo chúng ra đi ngay đây, lấy mẹ ô tô đi cho nhanh. Nhảy dù gì đây, phải púp gờ đâu mày dù. Púp gờ, chuẩn púp gờ. Vào mãi chứ ạ, cành xuống này. Từ đang xuống đây, ông nhảy mẹ xuống đang đi cho lựa, nhanh lựa. Ông nhảy xuống đi cho nhanh. Cái cũng khá giống là cái may bay ở trong púp gờ ấy. Chắc chả giống chỗ nào à? Giống mà. Những thằng mắt mờ sẽ nói giống. Máy bay mắt mờ. À lấy xe này, vãi xe chống đạn bắn không nổ ạ, vãi. À, nghĩa là nó take out the rock kìa. Bắn đi. Cao nữa lên. À bắn đi nhanh lên. Em ngồi trên thì em bắn sao? Đấy bên đây. Đấy, đúng rồi đây rồi. Bắn đi. Ôi bắn nổ vào tường. Rồi, chết rồi, vào nhà hạ cánh. Gọi Lester đi hả? Hạ cánh để vào nhà đi. Gọi Lester đi hả? Đây. Enter the house kìa. Chết rồi, nhanh. Gọi chưa hả? Rồi. Chưa thấy bớt. Rồi, thôi. Đừng bắn nữa Huy. Exit, hạ cánh kia để exit. Chưa. Đừng. Có máy bay, có cái xe công an bên dưới kìa. Rồi thế thôi, xong rồi, xuống rồi. Anh em nhá. Anh em bình tĩnh, đừng manh động. Xuống chưa? Xuống đi, xong rồi. Anh em hết sức bình tĩnh. Cầm tay không. Tôi vào để gần trong nhà rồi đây này.
Vào đi, vào nhà đi. Rồi. Đâu rồi? Xem cái xe nó nằm đâu. Ở đây, lao cửa vào rồi này, lao cửa vào rồi này. Ồ, có đông lắm, đông lắm. À, trong này à? Ui, ôi, đông lắm. Nhìn lao cửa như kiểu đặc vụ nhỉ. Ôi, cái gì? Get out of here. Fuck you kìa. Chết mày em đi. Có chết chết. Chết mày em đi. Oh fuck, cái gì đây? Đây, 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 cửa, trên cửa. Đấy, trên cửa. Mày này. Ê, có cái lockbox kìa. Loot box à? Lock. Hộp, cái hộp ấy. À đây, 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 ở ngoài. Cái hộp. Đây, đây à? Đây, rồi. Lấy đi. Open the lockbox. Mở đây. Rồi. Đi ra đúng không? Đi ra, ui chết mẹ rồi. Công an đấy. Ra rồi. Té. Sao như nó đi cái kiểu như ăn trộm này? Đi chậm, sneak à? Thật ra phát có sao kìa, té lên máy bay lên ngay luôn đi. Đó là cái chắc. Đi anh, nhanh. Lose the corpse. Lo xe the corpse. Nhanh lo xe đéo đi. Nhanh. Hà Huy đâu? Hà ư lên máy bay rồi. Hà ư không lên được. À đây rồi. Không lên được. À vào turret rồi. Vào turret đi anh em. Rồi. Bay bắn cao lên đi. bắn đúng không? Không, bắn gì bây giờ phải bỏ trốn công an kìa, đừng bắn nữa. Bay về facility thôi. Không, nhưng mà bây giờ bay không, về là phải trốn. Sao tôi không dính sao đây? Thế để gọi Lester à? Để tôi gọi cho. Từng thằng gọi Lester luôn đi. Tiết kiệm nhanh. Từ nha. What do you need exactly? Xong rồi. Okay, let's go. Social call. Of course not. You're in trouble and you need my help. No problem. Hay nhỉ? Mình đang làm việc cho thằng Lester mà kiểu lại gọi điện cho nó nhờ anh ơi hiểu không? Em đang làm việc cho anh nhưng mà em có tí rắc rối. Anh làm nhau phủi mấy thằng công an đi. Đấy. Bấm chơi liên minh. Đây rồi. Máy bay nhảy từ trên xuống có dù luôn không? Là sao? Máy bay nhảy bây giờ nhảy xuống luôn có dù không? Có. Hình như là có. Ra ngoài cũng có à? Ừ. Thử nào. Ra đi. Thử nhảy trên cao xuống nhá. Nhảy đi. Phải ở dưới này luôn ạ. Nhảy đi. Ở dưới này luôn, nó cho xuống đất luôn. Nó cho xuống đất luôn, không mình không được nhảy. Ok. Đó, xong rồi. Xuống nhà thôi. À nghĩa là lúc nãy là mình lấy cái địa cái location của xe tăng thôi. Location. Rồi. Vào nhà mới tiếp đi. Ông vào đi xong cứ bắt tôi mới nhở. Đây đang đứng vào mời tiếp luôn thẳng vào nhiệm vụ đỡ phải đi bộ. Vào luôn đi làm trò quá thanh niên. Mệt quá. Béo ê. Hà bái các anh chứ mệt quá. Quá. Mệt. Nghe giọng thằng Hà mệt vậy đi. Nào xe à, vào hết chưa anh em? Đang đi. Như bạn thể thấy là mặc dù ấy tất cả đều làm những cái phi vụ này, mỗi lần mỗi phi vụ xong là tất cả đều có tiền. Everybody wins. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là mình có một cái sự lịch thiệp riêng đó. Mỗi tập mình lại thay một bộ quần áo. Nhưng mà một số người ở đây họ lại không như thế. Ví dụ điển hình như kiểu ở Huy chẳng hạn. Huy gọi là từ 3 năm trước có mỗi cái bộ màu trắng mà. Mình nhớ là cái bộ đấy ban đầu là nó rất là trắng. Nó trắng tinh khôi, còn Omo không có tuổi. Bây giờ tự nhiên một cách này nó thành cái màu cháo lòng. Đây là bộ mặt tướng rất sơn rồi khác. Đấy thì để xem lại cái nhiệm vụ này là nghĩa là chúng ta chỉ cần cái chỗ của cái xe tăng thôi thì ăn cắp cái thông tin đấy rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ sang cái setup của cái xe tăng Khan Zali. Nghe như kiểu Khalifa mình cứ nhớ đến cái tên đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ phải supply là cái gì ạ Hà He? À gì? Superly đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phải tiêu hủy cái phá hủy cái đống
gọi là cái đống hàng hóa viện trợ của bọn kẻ địch tại cái scrapyard là cái gì hả Huy? Cái sân gì? Sân để phế liệu đây. Sân để phế liệu. Cái bãi phế liệu ấy. Ok, tại cái bãi phế liệu ở trong cái Grand Sonora Desert. À, ở cái gì nhỉ? Cái sa mạc đúng không? Và sau đó ăn cắp cái xe tăng luôn. Má sao tiện vậy? Đi xa đấy. What the hell? Đi xa đấy. Sao tiện vậy? Sao tiện vậy? Không, làm setup nó không cho lấy máy bay thoải mái đâu ông ơi. Thật mà. Tưởng cho lấy. True story luôn mẹ. Ui. Gọi trực thăng thôi. Nhìn cái xe tăng này hay vãi. À, xe tăng hồng ạ. Xe tăng này màu hồng à hả? Ở chơi super heavy armor đi kìa. Cái gì cơ? Mua hết giáp đi, không lại vào nó bắn vỡ mặt. Trời. Mua đi. Trời. Cái này là kiểu xe tăng tím mà. Xe tăng nhìn như kiểu phong cách Senro ấy nhỉ, mấy cái nhiệm vụ này. Ờ thì cái này xe nó bay này. Nó cũng na ná mà. Ui, đúng là mặc bộ sa mạc có khác này. Đi sa mạc có khác này. Đẹp vãi. Đây, vòng này cho nó lạ. Đây hai. Đây này, ấy. Đây đúng không? Ai nhìn như con cóc ấy. Ông á. Ông ấy nhìn như con cóc tôi. Hà nhìn như kiểu tắc kè. Tắc phải lì tắc kè. Tắc kè he. Tắc tắc kè he. Tắc he. Tắc cổng he. À, what the fuck nhiên chuyển sang em. Đang tự nhiên. Rồi bây giờ là lấy con Kuruma của tôi nhá, bởi vì đó là Kuruma của Huy thì đều phải cứ lấy con của tôi mà đi thôi. Huy béo rồi. Hịn mà, của em hịn mà. Đâu, của mà đâu, của mà hịn nữa. Đâu để cho quả lựu đạn vào. Tối này, trời tối này. Đáng lẽ đi sa mạc thì trời nó phải sáng sáng gì chứ, bọn này vô lý vậy. Tối này tăng độ khó. Vậy đi đang đi cùng hai con cóc, hai con thằng. Aircraft scrap scrap yard nghĩa là cái khu phế liệu của máy bay à? Okay. Đây, xe này này, xe này này. Thấy chưa? Xe đẳng cấp. Xe biệt đội khí đốt. Biệt đội khí đốt. Biệt đội khí đốt. Biệt đội khí đốt thật luôn. Siêu nhân khí biến đấy. Ui giời ơi. Nhiều này. Đóng béo này, bắn này, đi xuống vào đầu. Đóng béo này. Huy này. Anh nát xe rồi, à Huy đã lái nát một bên xe. À đấy, con xe nó đẳng cấp không? Đấy, con xe phát là biết là cái đâm này. Cái con người, đi, bản chất con người nó thế nào hả? À, đâu phải xe màu vàng vàng cam cam như màu cứt của ai đấy. Xe đấy. Xe của Hà có màu cam cam vàng vàng không? Đúng. Không đúng không? Đấy, thế nó nói thế là tự biết là ai rồi. Dạ, nhưng mình đã bảo các bạn là Huy thì thực sự có rất là nhiều tên gọi và cái tên gọi nào cũng rất là hợp với anh ta. Đọc thì béo ở tập này chắc là mình vẫn sẽ dùng cái hashtag gọi là Huy Pussy, là ám chỉ gọi là Huy đàn bà. Tại sao lại đàn bà? Hashtag là lim béo à? Bởi vì là đàn bà là thế nào? Không phải là đàn ông. Bởi vì là dám chỉ dám chát mà không dám lái, nói. Người lái kìa. Đúng không hả? Đâm này. Đâm không dám chát, này. Không dám nói mà chỉ dám chát thì. Anh chống lại. Đâm kìa. Người này. Không dám nói thẳng với mặt là anh em mà chỉ dám chat thì có phải là pussy không hả? Quá là... Đấy, thế thì bây giờ mình sẽ chuyển từ hàm pussy sang hashtag là huypussy. Thì các bạn có thể ở cái tập này sẽ dùng cái hashtag huypussy. Hãy comment hiếp ở dưới đấy để cho mình biết. Hiếp he và hiếp béo này. Nói chung là tôi cũng thắng thôi, riêng về cái hashtag là đúng không? Đấy, luôn cái xe sơn kiểu gì mà cái biệt đội, cái biểu tượng biệt đội khí đột nó cứ nhảy lên này xuống kìa. Thế mới vip. Lác rồi. Đấy là sơn lỗi à. Mèo. Vip nó phải như thế. Đừng có bắn nữa. Ông phá bọn tôi không đủ, ông phá người dân. Vô học. Đúng à, lại cái gì nhà hài à? Béo này. Seven study. Seven Ui, study. Học về. Đâm này, đâm này. Sợ thấy không? Đấy, đi sai đường luôn. Ui mẹ. Trời. Nhanh, đi lâu thế, tiếp đi. Nhanh. Tự nhiên nào. Tắt tên taxi giờ. Ui. Đông. À, mà mình đi Kuruma mà sợ gì, bắn đi. Mấy nó lần này. Mày. Bắn đi. Nó vẫn chưa chết này. Mày. Đâm vào trúng người nó cơ. Rồi, thế này chắc là chết rồi đấy nhờ. Con sống. Con sống đấy, bây giờ bắn chết này. Chết rồi. Cái xe tăng, xem cái xe tăng ở đâu. À, đừng bắn vào xe nhé. Chết chưa? Chắc là... Ồ, vẫn chưa chết. Đằng sau.
mày chết hộ đi. Có người nó chết. Ngoài kìa, thằng đâu trong đây. Rồi. Đây trong nhà còn nữa. Rồi. Ơ đi vào đã. Đầu chọc. Chết chưa? Đè lên đầu đâm, luôn đâm, chết. Đằng sau đâm vào cửa đằng sau kìa. Đâu xe tăng đâu, xe tăng đâu. Xe đâu đâu thằng lừa đảo Huy. Đâu, bắn hết đi đã, giết hết đi đã chứ chắc. Trên máy bay kìa, đứng im để bắn cho dễ. Rồi, đứng im rồi đấy. Không bắn được, phải lùi lùi ra phía rộng đi. Kẹt, kẹt. Ngu này. Trên kìa. Bắn đi bắn đi. Đấy. Ngu này. AK-47 à. AK-47. Được chưa? Thấy chưa? Còn đằng trước có một thằng. À còn này. Ông còn. Sao nó vẫn bắn trúng mình được? Kuruma kiểu gì á? Có bắn vào lọt khe. Bắn lọt khe luôn. Rồi, được quay trở lại chỗ kia còn này. Còn nữa. Còn. Trong Destroy giấy chắc... equipment vãi khỏi cướp xe tăng đâu. Không, sau đấy mới cướp cơ. Phá hủy đã, bây giờ giết hết bọn này đã. Còn nào bắn nhờ? Cái thằng này vẫn chưa chết à? Đây. Sắc mày đi. Đằng sau nó trong nhà. Trong nhà, còn đằng trong nhà. Đấy xong chỗ đấy. Mày quá tự mình phôn giấy vậy. Hai thằng luôn. Bắn nè. Đằng sau cái xe kín ấy, không bắn được. Đằng sau kìa. Không luôn súng ở sau bắn được. Đây rồi. Chắc hết rồi đấy. Destroy the equipment. Equipment rồi, là cái destroy chắc equipment. Chắc phá cái xe này. Ơ, nó vẫn bắn đâu kìa. Kìa vẫn bắn đâu kìa. À, trong đây nè. Máu cái đau quá. Mấy thằng này. Ấy đi để tôi phá cái xe nhá. Tránh ra. Equipment là cái gì? Đấy cái này tránh nhá hả? Chết rồi. Từ lùi xe đã, lùi xe có chỗ mình chạy. Rồi. Một cái. Còn nhiều lắm, còn đó, nhiều lắm. Đây này, đây này. Hai cái. Bắt ra đâu ơi. Ui. Oh my god. Hủy sai. Mẹ ngu. Ông phá luôn cả cái. Hủy sai này. Đấy, tôi lên chắn đạn cho. Để tôi lên tôi làm tanker cho. Bên phải nào ông ơi. Bên phải ông chặn, ông chặn bên trái. Lên giật đi Hải. Đây xe tăng đi rồi, vào xe tăng đi. Còn một cái chưa phá Hải, Hà chạy ra đằng sau phá đi. Từ nhá. Bắn đi, được chưa. Còn một thằng. Ok, tôi chui vào xe tăng trước đây. Phá xe tăng nhá. Ok, anh chưa xe tăng rồi. Thôi để anh lấy cái đấy, xe tăng anh phá luôn. Còn tiếp nhá. À chưa mở được, phá nốt cái đấy đã. Phá đi Hà, phá. Rồi ok. Ô! Gì á? Đằng sau. Đây tôi phá đây. Giữ này. Mày điếm à? Đồng đi. Bắn nó. Láo. Xe tăng mù phát. Ôi anh gần hết máu rồi. Té ra ngoài. Té. Rồi. Được rồi, ở đây. Đó có Kuruma này. Nằm đấy. Nằm xe này súng đạn. Xe mình hết đầy rồi. Đâu rồi? Bên đây vào nút rồi, vào. Ô, phải vào xe tăng. Anh em, nó bắt phải vào xe tăng. Sao đi sớm? Vào đây. Ngồi được hết à? Không biết, nó bảo chờ đi vào này. Bắn nốt đây. Đấy, xe đấy. Rồi, đi vào đi, tao bắn nó. Còn đông. Bắn hết đi, xe này đi. Ha, vào, bắn nốt đây. Rồi, nữa đây. Rồi, sau. À, ngồi đằng sau rồi. Mày xuống lát gần này. Đi xuống đi. Mày lát. Mày chặn ai? Rồi, đi đây. Rồi đi nha. Ôi, em có cái súng gì đấy. Con này đã ghê. Ở sau mình thấy cái tâm mà lại không bắn được. À, mình vào súng lựu. Hai đằng sau là súng phóng lựu ấy. Mày bắn lựu. Bắn đi. Ủa, có máy bay này. Có máy bay được test rồi. Ui, bắn phát nổ luôn này. Này, máy bay này. Đấy. Đây rồi bắn súng lựu lên nữa. Máy bay. Ôi nó bắn. Nó bắn mình lại mình kìa.
Con này lái khó quá. Đoán kìa. Bắn 10 phát nó mới chết cơ. Rồi được rồi đấy. Rồi xong. Trước mặt, trước mặt. Bướng. Bướng. Rồi. Khỏe đấy. Con xe tăng khỏe quá. Đây là cố gắng chạy về thôi. Đây. Ui, nó có xe tăng nữa kìa. Nó có xe tăng anh em ơi. Đại chiến xe tăng. Phải không? Cứ bắn mấy đằng trên trên mà tôi giải dưới. Nó bắn, nó bắn tôi bị ấy, tôi bị chật chật đường này. Lắm rồi. Ôi nó bắn kìa dội, bắn mấy đằng trên này, bắn chứ khác nhất. Rồi. Bắn đây tôi giải mấy thằng dưới chưa? Rồi xong. Bắn nữa. Rồi ok. Xong, hết, rồi, hết, rồi, hết rồi, hết rồi. Hết rồi, hết rồi. Oh my god. Trận chiến ác liệt vậy. Đồng hồ đếm ngược kìa. Đi đi nhanh. Đây 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 đây. Hai dặm. Vãi đi chậm như rùa bò luôn. Để sao nhìn thứ nhất của xe này như nào. Chẳng có gì. Về... xe, xe điện. Ôi xe tăng của nó. Vẫn còn té à? Đây, té đây. Còn. Đi, đi, đi về không đồng hồ đếm ngược. Ok ok. Con kìa, con kìa. 14 phút kìa. Đang về đây, ta đang cố đây. Ơ, bây giờ em để ý trong ngoài có cái hầm gì này. Vừa đi qua ấy. Nó đuổi kìa, nó đuổi kìa. Đây đây. Chặn đường à. Chặn đường. Chặn. Hai cái xe nữa. Chặn. Ô, nó leo dốc. Ok á. Cái xe tăng này đi khó chịu mãi luôn ấy. Chặn. Một hai hai mai à, xa phết nhờ. Ai bảo gần đâu. Rồi. Vẻ dọn dẹp ngon hơn. Anh em lo mấy xe đằng sau nhá. Ok. Tạm thời là hết rồi. Đi ơi, đi ơi. Xe này nó không thể đi nhanh hơn được ấy. Chặn này. Chặn. Đấy, nổ luôn. Chặn. Khổ thân xe người dân chả làm gì cũng chết. Bắn nhầm hơn bỏ sót. Đông kìa, đông kìa, đông kìa. Nó bắn xe một kìa. Vãi chặng đường gian nan đấy. Chờ trực thăng, bắn trực thăng. Đây, đây, đây. Một. Hai. Ô, nó tụ tập hết đấy này. Một người này. Hướng. Rồi. Nãy giờ mình đi được thêm 40 mấy mai. Kẹt xe tăng này đi mắc khó chịu luôn ấy. Lái mẹ góc một cho nhanh. Được, lái góc một chuẩn đấy. Một quả nổ hai thằng. Mà nhìn góc một con này nó nạp hay vậy. Nó nạp cái năng lượng nó bắn này. Trước mặt, trước mặt. Chọc mặt quá. Ôi, đâm vào hồ, đâm vào thuyền được. Kẹt luôn. Lùi lại tí, lùi lại tí. Nhiệm vụ khó chịu nhất trong dây hay. May xe này không có máu. nó lao vào mình nó cũng chết luôn. Cố lên anh ơi. Bắn nhầm còn hơn bỏ sót nhỉ. Chuẩn nó vãi bắn quầy bắn gạo à. Đấy. Ồ bắn nhầm hơn bỏ sót còn gì. Rồi. Quầy bắn gạo. Đây đây cái xe này. Trước mặt kìa. Xe ngu dân mà. Này thì... đằng trước kìa. Này thì... này thì... dân tình à. Trước mặt tiếp rồi. Chặn. Còn chỉ cầm con này càn sướng phết. Dồi ôi. Đấy. Rồi,
clear rồi đấy. Bây giờ cứ việc đi thẳng thôi. Gia rồi, Gia là ngon rồi. Oh my god, sướng quá. Con này là sao lao thẳng xuống vực luôn à? Ôi, đã gần về đến rồi, không nên phá. Đây, đây, về nó xuống đây mà, xuống đây. Đúng rồi. Đấy. Kìa kìa. À chỗ này có phải chỗ nhà mình đâu? Mải bắn quá, cứ nghĩ chỗ này là chỗ facility. Ờ đừng bắn nhá, đừng bắn nhá. Không không, không bắn, không bắn, không bắn. Oh my god. Sướng quá. Hà thở dài. Ra khỏi xe được không? Không ra được. Ra được. Mỏi quá. Không ra được. Ra được. Không ra được. Rồi. Ok, và mình nghĩ là chúng ta có thể kết thúc được cái tập GTA 5 online trong cái series Doomsday Haze rất là mệt mỏi như này. Thì bọn mình sẽ cố gắng ra thêm các cái tập tiếp theo trong thời gian sắp tới để có thể hoàn thành được xong hẳn cái gọi là cái Doomsday Scenario. Cảm ơn bạn rất là nhiều và mình hy vọng là các bạn sẽ vẫn đủ cái sự kiên nhẫn và để chờ bọn mình ra những cái tập tiếp theo. Rồi, anh em bye bye mọi người đây. Rồi, bye bye. Lót nhanh quá.